khó chịu với những điều đó. Mình chỉ khó chịu là khi giống như là người ta cố gắng xuyên tạc cái vấn đề nó thành một cái hướng xấu, hướng khác đi thôi. Ngay lúc đó là Thành đi quay phim nhiều, Harry thì có công việc nhiều ở Hàn Quốc, thì làm sao chụp hình chung nhau được, làm sao đi ăn chung nhau được, thì không có đăng hình. Thì chỉ có nhiêu đó thôi mà đồn ly dị thì hơi không có cơ sở cho lắm. Tôi nghĩ là đến một lúc nào đó Thành muốn làm điều ngược lại, là Thành lại không muốn xây dựng cái hình ảnh hai vợ chồng nhiều quá cho quý vị thấy nữa. Mình muốn Harry được khán giả yêu mến Harry vì Harry là Harry Won, yeah, chứ không phải vì Harry là vợ Trấn Thành. Yeah. Thành muốn Harry là một người phụ nữ được độc lập, yêu thương bởi tính cách và cá tính của cô ấy, tài năng của cô ấy. Cho nên mình cũng hạn chế hở cái gì cũng post hai vợ chồng lên để thu hút mọi người. Tại vì nhiều người sẽ thấy tình yêu này đẹp, người ta sẽ yêu hai người là vì cái tình yêu hơn là cá tính và tác phẩm của họ. Thì Thành không muốn Harry bị gọi là bị yêu thương bởi một cái kèm theo như vậy.